Vấn đề nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay để huy động nguồn vốn xã hội hóa là chủ trương đúng của chính phủ, đang được các doanh nghiệp và người dân quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc mua lại nhà ga có dẫn đến sự độc quyền trong khai thác hay không? Nhà nước có cơ chế kiểm soát và chính sách gì để tạo ra cạnh tranh lành mạnh và hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả? Đây là những vấn đề được các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, các hãng hàng không quan tâm tại hội thảo xã hội hóa hoạt động quản lý khai thác cảng hàng không sân bay ở Việt Nam. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc xã hội hóa là nhu cầu cần thiết, nhưng xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không sân bay không được ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, không chuyển giao hoặc ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước, đồng thời đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, chống lạm dụng vị thế độc quyền, đảm bảo duy trì đồng bộ hoạt động hàng không dân dụng, đảm bảo công khai, minh bạch và lợi ích của nhà nước. Còn theo các chuyên gia kinh tế, sở hữu tư nhân là một điều kiện cần, giúp đầu tư, quản lý dự án hiệu quả hơn. Đấu thầu là một trong những cái hình thức rất có khả năng tạo ra cái sự minh bạch và cạnh tranh. Thông tin thì đầy đủ, các nhà thầu với những cái thông tin ấy có thể tham gia dựa trên những cái điều kiện nhất định. Đó. Thì đấy là về lý luận. Nhưng mà trên thực tế thì câu chuyện để đảm bảo một cái sự trung thực của cạnh tranh thì nó không hề đơn giản. Tôi lấy một cái ví dụ, cái này không phải chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều nước. Tức là ví dụ như chống thông thầu thế nào là một cái vô cùng khó. Ví dụ như vậy. Đó. Cho nên một lần nữa ở đây thì bên cạnh cái nguyên tắc minh bạch, nguyên tắc cạnh tranh thì như tôi nói là cái nguyên tắc có được một cái sự giám sát độc lập và chuyên nghiệp là rất quan trọng, đảm bảo cái đấu thầu cạnh tranh. Và đây là cái bước đầu tiên chứ chưa phải là tất cả để đảm bảo được có được cái nhà cung ứng tốt nhất. Thế còn cái bước tiếp theo là trong quá trình cái nhà cung ứng ấy vận hành khai thác cái công trình ấy đó thì vẫn phải tiếp tục tạo cái áp lực cạnh tranh. Để việc thực hiện tốt công tác xã hội hóa quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, các đại biểu cho rằng cơ quan quản lý nhà nước cần có cơ chế, chính sách, kiểm soát hữu hiệu giá, phí độc quyền. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang chuẩn bị cơ sở pháp lý để tiến hành nhượng quyền các cảng hàng không như nhà ga T1, sảnh E, sân bay Phú Quốc. Sau khi hoàn thiện cơ sở pháp lý, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có phương án cụ thể cho từng dự án nhượng quyền.